sinh lý của nam giới nó là một vấn đề tế nhị và rất gọi là tế nhị. Tại sao? Bởi vì các đấng mày râu là thường là không muốn nói đến cái, nếu như có vấn đề gì là ngại ngùng muốn chia sẻ. Thế thì cái cuộc hội thảo ngày hôm nay tôi thấy là nó có một cái ngoài cái sản phẩm X-Marvel ra, thì tôi thấy là qua cuộc hội thảo đấy có rất nhiều những cái kiến thức mà đến bản thân chính tôi cũng cảm thấy nó là được, cũng được được hiểu rõ thêm, được hiểu sâu thêm về những cái vấn đề của nam giới. Thì cuộc hội thảo này cá nhân tôi cảm thấy rất là hữu ích. Còn nói riêng về sản phẩm X-Marvel, hôm nay tôi được giới thiệu và được về chất lượng và về thành phần của sản phẩm này, thì tôi thấy là một cái sản phẩm cực kỳ là hữu ích cho nam giới. Và tôi hy vọng rằng và tôi tin tưởng rằng nếu như với chất lượng của X-Marvel này sẽ có sự lan tỏa và được trải với cộng đồng. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.